tiết lộ chuyện bần ăn nửa đêm của 4 cặp đôi chuyển giới khiến cả thế giới vỡ lẽ về LGBT. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin của kênh Lóng Lánh TV. Đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Đầu tiên là Lâm Khánh Chi. Nữ hoàng chuyển giới Lâm Khánh Chi luôn là một cái tên cực hot trong showbiz Việt Nam. Nhiều người tò mò cuộc sống của cô hiện tại với chồng trẻ phi hùng như thế nào. Lâm Khánh Chi không ngại tiết lộ, sau 2 tháng quen nhau thì cặp đôi đã có một đêm lãng mạn tại Đà Lạt. Lâm Khánh Chi tâm sự: các bạn nữ làm sao thì tôi y như vậy, không khác gì cả. Ngược lại tôi khá tự tin vào chuyện này. Tuy nhiên, để có được đêm đó thì chồng Phi Hùng đã phải chờ đợi đến gần 1 tuần. Với lý do bận quay MV và sức khỏe không cho phép, công chúa cứ chần chừ mãi. Có lẽ vì đầu không xuôi cho nên đuôi cũng chẳng lọt. Cho đến tận bây giờ khi đã kết hôn nên duyên vợ chồng được 4 năm, Phi Hùng vẫn luôn luôn bị Khánh Chi thất hẹn. Nhiều hôm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Khánh Chi lại viện cớ mệt vì công việc, sáng mai dậy sớm. Phi Hùng gây sốc kể lại. Lâm Khánh Chi cũng tiết lộ những sự thật cô chưa từng kể với bất cứ ai. Nhiều người nhìn vào thì cứ nghĩ rằng Lâm Khánh Chi rất giàu, nhưng ngay ở thời điểm này, 7-8 tỷ hết trơn mà còn nợ mấy trăm triệu. Nữ ca sĩ chia sẻ, sau khi làm live show lỗ gần 2 tỷ, cô đã lâm vào cảnh nợ nần. Đây cũng là khoảng thời gian Lâm Khánh Chi rơi vào lưới ái tình cùng với Phi Hùng. Khi cô thua lỗ và nợ nần, người yêu cũ đã chia tay cô. Sau đó cô đã đến với Phi Hùng. Cả hai đến với nhau khi không giàu có nên tình cảm vợ chồng rất căng khít. Lâm Khánh Chi đã đón con đầu lòng bằng cách nhờ mang thai hộ giữa tinh trùng của mình và trứng của chị dâu. Phi Hùng rất yêu thương người con này. Họ dự định năm nay sẽ tiếp tục có em bé thứ hai bằng tinh trùng của Phi Hùng để cùng huyết thống. Mẹ chồng Lâm Khánh Chi rất yêu thương cô. Bà thậm chí còn tặng căn hộ 9 tỷ đồng cho cô trong những dịp quan trọng và những sổ đất, giấy tờ. Người ta nói Lâm Khánh Chi chính là một trong những nữ hoàng LGBT thành công và hạnh phúc viên mãn nhất trong hôn nhân. Cặp đôi Minh Khang, Minh Anh. Cặp đôi chuyển giới đầu tiên gây sốt trên mạng xã hội có con và dị biệt là Minh Anh, Minh Khang đã từng gây bão cộng đồng mạng. Minh Khang là nam chuyển giới sang nữ, Minh Anh là nữ chuyển giới sang nam. Điều đáng nói họ chưa thực hiện phẫu thuật nên người mang bầu vẫn là chồng. Trả lời thẳng thắn về vấn đề này, Minh Khang cho biết, đối với các cặp đồng tính nam hay đồng tính nữ, họ sẽ không soi mói quá nhiều và cũng không bị dư luận đào sâu về những vấn đề cặn kẽ về chuyện mần ăn. Nhưng đối với quan hệ dị tính được cho là bất thường, chúng mình lại phải nhận rất nhiều áp lực từ dư luận. Cũng như các cặp vợ chồng khác, vấn đề sinh lý dựa vào tình cảm và sự thăng hoa trong thời điểm. Vì vậy, chuyện lếu lều chưa bao giờ là vấn đề ghê gớm hay khủng khiếp. Tất cả đều nằm ở cảm giác, giống như tình yêu là sự hòa hợp của nhịp đập trái tim. Nhiều đôi đến với nhau vì tình yêu, vì sự tôn trọng, vì sự thấu hiểu, chứ không phải là để những vấn đề khác. Cặp vợ chồng chuyển giới cũng cho biết thêm, khi đến với nhau chúng mình đặt niềm tin vào hạnh phúc lên trên, chỉ cần hai đứa được yêu, được thấu hiểu và được gia đình ủng hộ là quá hạnh phúc. Vấn đề về chuyện đó, ở thời điểm văn minh như hiện tại, thì mình và các bạn, đồng thời với những cộng đồng LGBT được hỗ trợ những dụng cụ đáp ứng, và vợ chồng mình không phải là ngoại lệ. Minh Khang, 24 tuổi, ở Đồng Tháp là người chuyển giới nam, thụ thai tự nhiên, vừa sinh một em bé gái thành công. Khang sinh con vào ngày 16 tháng 5, bé gái nặng 2,3 kg. Mẹ của bé cũng là người chuyển giới, 21 tuổi tại Cần Thơ. Đây là đôi vợ chồng hoán đổi giới tính công khai đầu tiên trong cộng đồng LGBT Việt Nam. Minh Khang là người chuyển giới nam, vợ anh Minh Anh là người chuyển giới nữ. Người chuyển giới là người có nhận định về giới tính của bản thân không trùng hợp với giới tính trên cơ thể sinh học. Khang sinh ra là nữ, nhưng chắc chắn mình là con trai. Còn Minh Anh sinh ra là nam, nhưng cảm thấy mình thực sự là một cô gái. Cả hai đã trải qua quá trình tư vấn tâm lý, điều trị bằng hormone và phẫu thuật phần ngực, riêng bộ phận phía dưới thì vẫn giữ nguyên. Như vậy, trước khi phẫu thuật chuyển giới, Khang mang cơ thể nữ hoàn chỉnh, còn Minh Anh là một chàng trai trưởng thành. Do đó, chuyển giới thành nam, Khang vẫn có tử cung và có khả năng mang thai như một người phụ nữ bình thường. Cặp đôi Múi Xù, Bí Bảo. Tô Trần Di Bảo hay còn gọi là Bi Bảo không còn là một cái tên quá xa lạ với cộng đồng LGBT. Ngoài thu hút bởi phong cách tomboy, trước đó Bi Bảo còn được nhắc đến nhiều khi vướng phải chuyện tình ồn ào với bạn gái cũ, hot face Ale Nguyễn, Nguyễn Phương Thảo. Hậu chia tay, Ale Nguyễn tố Bi Bảo là một người sống hai mặt và có xu hướng bạo lực. Ngược lại, tomboy sinh năm 1994 công khai người cũ thường xuyên dẫn bạn trai về phòng, còn lấy cả quần áo của mình cho người này mặc trong thời gian cả hai chưa giải quyết xong chuyện cá nhân. Gạt qua quá khứ, Bi Bảo đã nên duyên với bạn gái Múi Xù, tên thật là Hồ Quỳnh Nhi, sinh năm 1995. Quỳnh Nhi là người gốc Việt nhưng lại sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Cô cũng gây chú ý bởi vì gương mặt xinh đẹp, sở hữu giọng hát không thua kém bạn đời.
Cả hai được công nhận là vợ chồng hợp pháp tại Mỹ và tổ chức đám cưới vào ngày 27 tháng 5 năm 2018. Sau gần một năm về chung một nhà, tham gia một talk show về cộng đồng LGBT mới đây, Bi Bảo và Mối Xù đã gây chú ý khi thoải mái chia sẻ về câu chuyện tế nhị trong mối quan hệ vợ chồng. Khi được MC Tuân Lê hỏi về đêm tân hôn, Bi Bảo cho biết vợ chồng chỉ thức đếm tiền mừng. Nhưng ngay sau đó, Mối Xù tiết lộ, chúng tôi đã từng làm việc đó trước khi kết hôn. Cô cũng không ngần ngại chia sẻ cảm giác đó. Nói chung là thích, khiến cho Bi Bảo chỉ biết cười. Mối Xù tâm sự, từ hồi cưới tới giờ, Bi Bảo toàn thích chùm mền, một tiếng đồng hồ, mệt ai mà chịu nổi, cho nên gần nửa năm nay chúng tôi ăn chay. Cô chia sẻ cũng lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai. Hoa hậu Hương Giang. Nhiều người tò mò chuyện của Hoa hậu Hương Giang. Cô chia sẻ đã xảy ra vào năm 20 tuổi khi cô đã chuyển giới, không khác gì những cô gái bình thường. Hiện tại tình yêu của cô và Matthew sau chương trình Người ấy là ai đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía của cộng đồng mạng. Cả hai đã không ngừng công khai tình cảm, đi chơi và ra mắt bạn bè. Matt là CEO của một công ty cơ khí lớn tại Việt Nam, còn Hương Giang cũng mới lên chức CEO của công ty mỹ phẩm. Cặp đôi trai tài gái sắc khiến cho hàng nghìn cư dân mạng ghen tị về độ giàu có. Cô sở hữu hàng chục căn hộ cao cấp, xế hộp thay đổi liên tục và mới đây nhất là chiếc hơn 10 tỷ cùng với hàng loạt phụ kiện trang sức giá mấy trăm triệu đồng. Hương Giang chia sẻ, là hoa hậu không giàu nhưng là con đường nhanh nhất để trở thành một ngôi sao hạng A. Nói như vậy để biết, giá cát xê của cô đã tăng nhiều cỡ nào kể từ sau năm 2017. Gần đây cô còn thử sức với vai trò MC của VTV. Hình ảnh một nữ CEO có chiều sâu, thành đạt và giỏi giang đã giúp cho Hương Giang có tự tin nắm giữ trái tim của Matthew. Hai người này ngày càng say đắm trong tình yêu kể từ khi tìm thấy nhau tại Người ấy là ai. Sau rất nhiều ồn ào, hậu công khai tình cảm, cặp đôi vẫn luôn luôn dành cho nhau những hành động và lời nói ngọt ngào như mía lùi, chứng minh mối quan hệ của cả hai vẫn đang tiến triển rất tốt đẹp. Đúng là lúc mới yêu nhau thì thật vui biết bao nhiêu, giờ chỉ còn đợi ngày Hương Giang chính thức theo Matthew trở về dinh nữa thôi.